Cục Kickbox chống điện tử Avatar BAS18103 nhập khẩu chính hãng Avatar. Thiết kế chắc chắn, vỏ ngoài của cục Kickbox được thiết kế cứng cáp có khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ bền và khả năng chịu được các cú đánh mạnh từ chân chống. Cục Kickbox chống điện tử Avatar BAS18103, thiết bị này có thể kết nối và hoạt động tốt với hầu hết các loại mô đun âm thanh của chống điện tử, giúp nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho các tay chống. Cảm giác tự nhiên, Avatar thường được thiết kế để mang lại cảm giác chân thật khi chơi, giống như chơi trên bộ chống cơ học với khả năng mô phỏng động lực của cú đá chống, kick, rất tốt. Đầu kết nối ra cổng 6 ly mono, cục Kickbox chống điện tử Avatar BAS18103 phù hợp tương thích với hầu như tất cả các loại chống điện tử trên thị trường, Roland, Yamaha, Canbro, Alesis. Sản phẩm bao gồm một cục kích cộng một búa đập màu đen hoặc màu trắng tùy đợt hãng sản xuất, dây lai 6 ly mua riêng hãng mới 100%. Cam kết cục kích bass chống điện tử Avatar BAS18103 chính hãng Avatar.